luật dân sự là bộ luật quan trọng trong hệ thống pháp luật, điều chỉnh các quan hệ dân sự theo nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng và chịu trách nhiệm giữa các bên tham gia. Việc xây dựng bộ luật dân sự sửa đổi nhằm ghi nhận và bảo vệ các quyền của cá nhân, tổ chức trong giao dịch dân sự. Nhận thức được tầm quan trọng của việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào bộ luật dân sự sửa đổi, ngay sau khi có nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quyết định số 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo bộ luật dân sự sửa đổi, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo bộ luật dân sự sửa đổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trên cơ sở đó, các cơ quan đơn vị, ban ngành trong tỉnh đã tích cực triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo bộ luật dân sự lần này. Việc triển khai lấy ý kiến bắt đầu từ 5 tháng 1 năm 2015 và kết thúc vào ngày 5 tháng 4 năm 2015. Như vậy là chỉ có trong vòng 3 tháng để chúng ta triển khai lấy ý kiến. Thì thực hiện kế hoạch của ban dân tỉnh thì các ngành các cấp đã tổ chức quán triệt và lấy ý kiến đến các cái đối tượng mà do mình quản lý. Thì theo kế hoạch của ban dân tỉnh, cái đối tượng lấy ý kiến là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các ngành các cấp, các giới. Số lượt ý kiến mà phản ánh và đóng góp ý kiến ấy, nó được thể hiện một cách rất phong phú. Một là thông qua việc các ý kiến phát biểu tại các cái hội nghị lấy ý kiến trong hội nghị hành chính của các ngành các cấp, các cơ quan tổ chức. Thứ hai là hội nghị sinh hoạt, kể cả sinh hoạt chi bộ ở dưới cơ sở, chi bộ đảng ở dưới cơ sở, sinh hoạt đoàn thể ở dưới cơ sở cũng nhiều ý kiến. Thế và ý kiến của đông đảo người dân thông qua kênh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc và các tổ chức chính trị xã hội thành viên của mặt trận thì cũng có rất nhiều lượt ý kiến thông tin từ kênh đó mà chuyển về cho cơ quan tổng hợp. Dự thảo bộ luật dân sự sửa đổi được đưa ra lấy ý kiến nhân dân lần này gồm 712 điều, được bố cục thành 6 phần, 26 chương, trong đó có 10 nhóm vấn đề trọng tâm cần xin ý kiến, đặc biệt là các vấn đề liên quan trực tiếp tới nhân dân, địa phương như trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự, quyền nhân thân, chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự không tuân thủ theo quy định về hình thức sở hữu, thời điểm xác lập quyền sở hữu và các vật quyền khác. Để các tầng lớp nhân dân có thể tiếp nhận kịp thời các nội dung của dự thảo bộ luật dân sự và việc triển khai lấy ý kiến, cùng với công tác chỉ đạo, công tác tuyên truyền, phổ biến và việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo bộ luật dân sự sửa đổi được các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh triển khai kịp thời, tạo động lực để nhân dân tích cực hưởng ứng và có nhiều ý kiến tham gia. Ngoài 10 nội dung lấy ý kiến theo kế hoạch, trong triển khai thực hiện, các đơn vị đã chú trọng đến những vấn đề gắn liền với thực tiễn của từng ngành, từng đơn vị. Sau khi nhận được cái kế hoạch 634 ngày 2 tháng 2 năm 2015 của Ủy ban dân tỉnh Phúc và cái quyết định số 01 ngày 12 tháng 1 năm 2015 của Tòa án dân tối cao về việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo bộ luật dân sự sửa đổi, thì Tòa án tỉnh Phúc đã ban hành cái kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo bộ luật dân sự sửa đổi gửi các cái tòa phòng thuộc tòa án tỉnh, các đơn vị tòa án huyện, thị thành, với cái mục đích là huy động trí tuệ, tâm huyết, ý chí của cán bộ công chức tòa án hai cấp trong việc góp ý vào dự thảo bộ luật dân sự. Nội dung góp ý thì chúng tôi tập trung vào các cái vấn đề về quyền sở hữu và các cái vật quyền khác, nghĩa vụ và hợp đồng, thừa kế, áp dụng pháp luật đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, điều khoản thi hành và cái kỹ thuật trình bày các quy định về dự thảo bộ luật dân sự. Ở trong đó thì chúng tôi cũng tập trung vào cái 10 cái vấn đề được xác định là trọng tâm trong cái phụ lục 3, các vấn đề trọng tâm xin ý kiến đối với dự thảo bộ luật dân sự sửa đổi. Kết quả thực hiện thì đa số các ý kiến thì đều rất là cụ thể. Các đơn vị địa phương đều xác định các vấn đề trọng tâm và lấy ý kiến sâu về những nội dung liên quan trực tiếp đến đặc thù phát triển kinh tế xã hội, phong tục, tập quán ở địa phương hoặc những vấn đề khác được quan tâm, phù hợp với thực tiễn cuộc sống và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Chúng tôi đã triển khai đưa về các ban công tác mặt trận và đặc biệt là các bí thư chi bộ và các chi đảng bộ, tức là họp và hàng tháng là đưa ra và cũng xin ý kiến của các hội nghị họp dân và
các chi bộ là họp hàng tháng vào ngày mùng 5 hàng tháng cũng đã đưa ra rộng rãi và xin ý kiến của nhân dân cũng đóng góp. Theo kết quả của Sở Tư pháp, toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 78.000 lượt ý kiến tham gia góp ý. Các ý kiến tập trung vào toàn bộ nội dung dự thảo và các vấn đề trọng tâm được lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi. Trong đó có một số nhóm vấn đề được quan tâm nhiều như về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự, về quyền nhân thân, về hình thức sở hữu, về điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi, về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản, về thời hiệu. Trao đổi nội dung về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự và vấn đề về thời hiệu là đơn vị trực tiếp liên quan. Bà Phạm Thị Thúy Mai, Phó Chánh Tòa Dân sự, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng có hai cái nội dung mà tòa án chúng tôi hết sức quan tâm, đó là cái điều 19 dự thảo Bộ luật Dân sự quy định là tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có đủ luật để áp dụng. Và trong trường hợp này, tòa án căn cứ vào tập quán, nguyên tắc áp dụng pháp luật tương tự, các cái nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự và lẽ công bằng để xem xét giải quyết. Thì các ý kiến đóng góp thì đều đồng thuận với ý kiến là không quy định vấn đề này trong Bộ luật Dân sự. Và các anh là việc mà thẩm phán và hội thẩm phải đưa ra phán quyết kể cả trong trường hợp không có luật là chưa phù hợp với hiến pháp. Và yêu cầu thẩm phán phải căn cứ vào cái niềm tin nội tâm và lẽ công bằng để giải quyết là quá trừu tượng. Cái điều này thì cũng đương nhiên mỗi thẩm phán khi xét xử bất cứ cái vụ án nào cũng phải đặt cái căn cứ đó lên trên hết. Thế và chúng tôi cũng thấy rằng là cần phải có những cái quy định cụ thể của pháp luật để điều chỉnh thì mới đảm bảo một cái vụ án xét xử mang cái tính thuyết phục. Cái vấn đề thứ hai mà chúng tôi quan tâm đó là về cái vấn đề thể hiện. Hiện nay dự thảo có quy định theo cái hướng là nếu thời hạn đó mà các cá nhân, pháp nhân có yêu cầu thì tòa án là vẫn phải thụ lý. Tức là trước đây thì tòa án có thể từ chối, nhưng hiện nay thì tòa án vẫn phải thụ lý giải quyết và tuyên bố cái chủ thể được hưởng quyền dân sự hoặc miễn trừ quyền dân sự. Chúng tôi thì nhất trí với ý kiến thứ hai là tiếp tục quy định về cái thời hiệu như hiện hành. Cái lý do thì cái thứ nhất là cũng để nâng cao cái trách nhiệm của các bên trong cái việc mà bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của mình. Cái thứ hai nữa là cũng không tạo cái áp lực cho tòa án. Là lĩnh vực liên quan nhiều trong các nội dung lấy ý kiến của dự thảo Bộ luật Dân sự như về điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi, về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản, các đơn vị cá nhân hoạt động trong hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh cũng đã tích cực tham gia nhiều ý kiến đóng góp. Theo quan điểm của tôi về phía Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc, việc sửa đổi dự thảo sửa đổi luật dân sự lần này để đảm bảo quyền lợi của ngân hàng và của khách hàng và đảm bảo cái nguyên tắc của luật dân sự về nguyên tắc tự do thỏa thuận, tôn trọng quyền lợi các bên, thì việc quy định áp dụng lãi suất lên đưa ra cái nội dung là khống chế với cái mức tự do thỏa thuận nhưng trên cơ sở đảm bảo không vượt quá 150% lãi suất của các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Tuy nhiên trong cái dự thảo kỳ này, theo quan điểm của tôi, lên quy định rõ số lượng ngân hàng mà tham khảo cái lãi suất bình quân trung bình để đảm bảo quyền và lợi ích của các ngân hàng cũng như quyền lợi ích hợp pháp của các cá nhân khách hàng trong giao dịch dân sự. Mặc dù thời gian lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi không dài, song với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị đã tạo động lực để nhân dân tích cực hưởng ứng và có nhiều ý kiến thiết thực tham gia vào việc lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi. Cùng với cơ quan chức năng và nhân dân cả nước đóng góp hoàn thiện dự thảo Bộ luật Dân sự theo đúng kế hoạch đề ra.